Hello everyone, welcome back to my Horror Nightmare Gameplay channel. Chào các bạn đã quay trở lại kênh Horror Nightmare Gameplay. Chào series 8 tựa game này. Và Mr. Mitch là tựa game đầu tiên của các bạn khám phá trong đầu nội dung video này nha. Let's go. Easy, let's play. Ok, we have 3 lives to let's see. I think I heard a noise around here. Green key, lấy chiếc phong xanh được không? Lions. Cấp ra của ta đó. Thank you.
Thôi chị thìa, bỏ tạm đây nào khoảng. I think I heard a noise around here. Thank you.
Rồi ta sẽ đi sạc. Mình sẽ giúp đỡ cái sạc này. Baby in yellow, checking with Team Terrible. Nice work. Feed the baby new monster. Chúng ta cần lấy chiếc talisman này. Ok, nhớ chú ấy đã giải cứu được em bé thành công vậy. Bây giờ check him to bed. Ok, you're off right now. Oh my god. Ủa, đã cảnh cuối cùng của game này bạn. Good night. Sẽ nghe dòng chữ kết thúc game này cả nhé. Cố gắng chuyển qua tiếp theo nào. Dead Part 2. Thank you.
hospital. City Hospital. Thank you.
này thì phải là các phòng là chỉ một lần nữa chúng ta cần phải sang về cũng được đấy. Three.
Now I've got you, you slimy little worm. Okay, meet to her playhouse. Just make noise. Cô bé đã không thấy gia đình đâu đâu các bạn. Tại trường mình chờ hốt các bạn. Okay, me to hope they are through. We are trying to sleep. But I just don't know what I'm sick. Finally. Do you want to play hide and seek with us? That wouldn't be fair. You can see Esther's big head from anywhere. You are so funny, Molly. Don't forget
beautiful and clever. You go count by the lift. We will hide in the library. Three, two, one. Coming. Ready or not? Mr. Hop, you wait here. Oh, not fair! As usual, I was the best at hiding. I don't think you're allowed to move to different hiding spots. It's not fun playing with a cheat. A cheat? You two are lucky. I am even playing with you right now. Can we please keep the noise down? Don't you know this is a library? Yes, Miss Beverly. Awful children. Oh, my God. It's not like anybody else is in here. We can go somewhere else. I'll go get Mr. Hop. Oopsie. I must have left you too close to the edge. Okay, cũng vẫn chuyển qua tiếp theo nào. Biệt hang remaster. Cuối cùng là Seaside. Wait. Oh. Okay, và đây là tiếng cuối cùng của chúng tôi. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nhé. Thank you so much.